Hello, xin chào tất cả các bác. Em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài. Em đến từ Lai Châu ạ. Và em Hoài vẫn sẵn tất cả các dòng dao đi rừng này, dao bếp, dao phúc sen và đá mài tự nhiên Lai Châu các bác nhé. Dạo này em Hoài bận quá nên ít thời gian ra video thôi. Còn em Hoài đều có đủ hết. Và nhà em Hoài có xưởng sản xuất chế biến trà sạch luôn các bác nhé, ở vùng Lai Châu. Nhà em là tất cả các khâu bao trọn, từ cái khâu trồng, chăm sóc, chế biến trà luôn. Trong một cái khâu là nhà em làm hết, đảm nhận hết các công việc. Nên là khi mà các sản phẩm trà này đến tay các bác yên tâm là trà, dòng trà sạch 100%. Trong quá trình trồng, đó là trồng thủ công, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân hóa học, mà nhà em dùng phân vi sinh và phân hữu cơ các bác nhé. Và trong quá trình chế biến thì em cam kết là không sử dụng phẩm màu phụ gia trong quá trình chế biến trà. Vì vậy trà đến tay các bác, đó là những cái sản phẩm sạch, hoàn toàn sạch luôn các bác nhé. Và em có 4 loại trà với 4 mức giá khác nhau. Và em sẽ bán lẻ từ 200g cho các bác, để các bác thưởng thức, lựa chọn cái vị trà mà mình thích. Nếu mà bác nào mà mua từ 2 cân trà thì em sẽ tặng cho các bác thêm một lạng trà cùng loại. Các bác mua từ 2 cân là tặng cho các bác một lạng trà cùng loại luôn ạ. Và hôm nay thì em sẽ trực tiếp pha trà để cho các bác xem màu nước và vị của nó luôn. Đấy, em sẽ giới thiệu luôn 4 loại trà mà anh em đang sẵn. Thứ nhất, đây, trà số 1 là dòng trà, giá là 150.000 một cân. Đây là dòng trà Kim Tuyết. Các bác mua thì giá sẽ là 150 một cân, bao ship hàng toàn quốc. Nếu các bác mua một cân thì em bao ship luôn các bác nhé. Nếu các bác mua ít hơn thì em tính ship là 25.000. Còn bác mà mua một cân thì em miễn ship. Giá là 150.000 một cân các bác nhé. Đây là dòng trà phổ thông ạ. Đấy, rất là ngon, rất là đậm vị. Giá là 150 một cân. Và em đang túi như này, túi 500g này là 75.000 các bác nhé. 75.000, dòng trà số 1 là trà Kim Tuyên, 150 một cân. Sang đến dòng trà thứ 2 mới giới thiệu đến các bác, đó là dòng trà San Tuyết. Dòng trà này giá là 250.000 một cân. Em đang túi 200g như này, 200g một túi, giá là 50.000 một túi này các bác nhé. Với dòng trà San Tuyết thì vị của nó sẽ là vị chát đậm hơn so với dòng trà Kim Tuyên. Vị chát sẽ đậm hơn, thích hợp với bác nào mà nghiện trà nặng một chút thì các bác dùng dòng trà này, rất là ngon. Em hái đây là trà nõn đấy, tự hái và tự sao luôn, em sao bằng bom ga. Và giá này là giá của xưởng sản xuất luôn các bác nhé. Vì vậy các bác thắc mắc là tại sao giá rẻ như vậy, thì đây là giá của xưởng sản xuất luôn. 250.000 một cân trà San Tuyết. Các bác nhớ là vị trà San Tuyết nó sẽ chát đậm hơn so với dòng trà Kim Tuyên. Bác nào nghiện chè nặng thì các bác sẽ thích uống dòng trà San Tuyết này. Tiếp đến giá là 250 này, 150. 150 này các bác này, 150, 250 một cân. Sang đến số 3, em sẽ giới thiệu với các bác đây là dòng trà Ô Long. Trà Ô Long, với dòng trà Ô Long thì em đã ủ rồi nên khi các bác uống trà thì sẽ không thấy cái vị chát nữa, vị chát đậm của trà nữa, vị trà Ô Long. Bác nào mà không nghiện trà lắm thì các bác sẽ thích cái dòng trà này. Còn bác nào nghiện nặng thì các bác lại thích cái trà nguyên bản của nó, không thích cái vị trà ủ này. Đây là trà Ô Long Kim Tuyên. Cái lá trà xanh để sản xuất trà Kim Tuyên và trà Ô Long này là cùng loại các bác nhé. Nhưng mà cách chế biến khác nhau, sẽ ra hai loại trà khác nhau. Đây là trà Ô Long, giá là 250 một cân. Các bác lấy cả một cân thì sẽ là 250 miễn phí ship hàng. Còn các bác mà mua lẻ thì em tính ship 25.000 một đơn các bác nhé. Trà Ô Long 250 một cân. Tiếp đến số 4 là dòng trà đắt nhất và cao cấp nhất ở bên em, là dòng trà Kim Tuyên. Dòng này thì em hái chè búp rất là đẹp và thuê hái thủ công. Dòng trà này thì em bán là 450 một cân. Đây là dòng chè thơm hay còn gọi là chè Kim Tuyên, 450 một cân. Các bác uống thì sẽ thấy nó là vị thơm này, vị chát nhẹ và tiền chát hậu ngọt. Sau đó là tiền chát là mình sẽ thấy vị ngọt ở trong cổ họng. Trà này thì
Nhà em bán rất là chạy và số lượng rất là ít. Nhà em có 10 hạt trà mà nhà em hái cái trà này thì nó mình hái ngắn, hái non, vì vậy sản lượng của nó không có nhiều. Đấy, dòng trà này là dòng trà thứ tư. Em đóng túi 200g1 và nhà em với dòng trà này thì đã đạt ô cốp 3 sao. Đạt ô cốp 3 sao các nhé, sản phẩm bảo hộ của tỉnh. Đấy, dòng này thì em phải gửi đi kiểm nghiệm và làm hồ sơ giấy tờ rất là... Làm hồ sơ giấy tờ mới đạt được ô cốp 3 sao các nhé. Và tất cả các mua trà, các bác nào mà để làm quà thì em có cả cái túi đẹp để các bác đóng làm quà đấy ạ. Thì em sẽ quay kỹ về. Đây các bác, với dòng trà 450 một cân em đóng túi 200g như thế này, giá là 90.000 một túi. Các bác có thể thử mỗi loại 200g cũng được. Mỗi loại 200g các bác nhỉ, để em tính sơ xem nào. Loại 200g thì sẽ là 30.000, 50.000, 200g. Nếu các bác combo 200g thì 50.000 và này 90.000. Đây là 100 này, 100 130. Và với 90.000 là 220.000. Đấy, 220.000 các bác sẽ được combo 4 loại, mỗi loại 200g. 220.000 ạ. Này, em sẽ quay kỹ cánh trà cho các bác nhé. Đây là dòng trà 150 một cân. Trà Kim Tuyên ạ. Đó. Năm nay thì thời tiết nó nóng nhiều, vì vậy mà cái cánh trà nó sẽ không đẹp nhưng nó rất là thơm và đậm vị các bác nhé. Đây là dòng trà 250 một cân này, trà Ô Long 250 một cân và trà Kim Tiên 450 một cân. Trà Ô Long hay còn gọi là dạng trà viên nhé các bác nhé. Trà này là trà chế biến trà kiểu khác so với trà này. Sau đây thì em sẽ đi thưởng thức các bác. Em sẽ đi pha để cho các bác xem nước màu trà nhé. Và các bác, nhiều bác quan niệm là ồ trà phải nước xanh, thật lá xanh thì mới là ngon. Thì quan niệm đấy thì nó là sai lầm các bác nhé. Tại vì bây giờ dòng trà mà mình sao thủ công, mình làm sạch ấy, mà không sử dụng bất kỳ một phụ gia nào trong quá trình sao trà ấy, thì cái nước màu của nó sẽ không phải là màu xanh lét đâu. Màu xanh vừa vừa thôi các bác, xanh vừa thôi. Đấy, em sẽ đi bật nước và em sẽ đi bật nước để pha trà. Nói chung là các bác mà có ý kiến gì hay thì các bác có thể em sẽ đun nước. Thường thì nước 90 độ C các bác pha trà thì trà nó sẽ ngon hơn đấy, ngon hơn so với các bác sử dụng nước 100 độ. Đấy các bác nhớ nhé, 450.000 một cân, 250. 250 một cân và 150 một cân. Nói chung là tùy vào sở thích và túi tiền mà các bác mua. Em sẽ đun 95 độ đi. Đó. Đây, các bác đợi một chút nhé, em sẽ pha trà cho các bác thưởng thức này. Để trà đây. Đó. Em sẽ pha trà để cho các bác thưởng thức cùng em nhé. Đó. Em sẽ quay ở đây. Em sẽ pha loại trà đắt nhất ở bên em đi. Loại trà em sẽ pha trà 450 một cân các bác nhé. Các bác nhìn em pha trà nó cũng chả điêu luyện lắm đâu, nhưng mà các bác cứ có gì thì góp ý cho em nhé. Đây là trà 450 một cân này. Đó. Em sẽ pha dòng trà đắt nhất xem nào. Đó, như thế nào. Và những cái dòng trà này thì em tự trồng, tự sao, chủ động với nguyên liệu. Vì vậy mà khi mà trà tươi về một cái là em sao luôn, để đảm bảo giữ được cái hương trà thơm và vị trà tươi mát nhé. Đó.
có thể luôn. Cái bộ thưởng trà này em cũng có bán này, hoặc là ấm trà. Đấy, các bác mà thích mua thì các bác cũng có thể alo cho em nhé. Đấy, em có cả một cái chén rất là đẹp này, chén này thì hơn 100.000 một cái để thưởng trà. Đấy, em điều chỉnh nước tầm 95 độ thôi. Nói chung là em cũng không biết thưởng trà đâu. À, thôi cứ kiểm tra nước cho các bác nha. Mình sẽ đợi một lúc để cho trà nó thấm. Nói chung là các bác thì pha trà sẽ giỏi hơn em. Em thì không pha giỏi bằng các bác nữa. Các bác cứ đợi một lúc cho trà nó thấm. Đấy, các bác đợi một xíu, một chút chút nữa là trà nó sẽ thấm vị nhé. Thấm thì các bác sẽ uống được. Đây là dòng trà ngon nhất bên em này. Rất là nhiều khách hàng bên em lựa chọn để làm quà biếu này và mua về thưởng thức. Và trà nhà em trồng quanh năm luôn. Đấy, các bác nhìn này. Ở đằng trước cửa nhà em cũng đã là vườn trà rồi. Đây là vườn trà trồng kết hợp với bưởi. Bưởi này là bưởi da xanh các bác nhé. Các bác có thể trồng trà kết hợp với bưởi hoặc là cây ăn quả ở trên. Và những cái dòng trà thì em sản xuất này là em trà sản xuất này em hái tay thủ công hoàn toàn luôn. Đó, đây là những cái ga để em sao đấy. Còn kia là thùng đóng hàng. Cho các bác nó hơi bừa bộn một tí này là thôi. Em sẽ phải che đi thôi. Và ngoài ra thì các bác nào mà cần mật ong rừng thì nhà em ngoài cũng có nhé. Rất là nhiều loại mật ong rừng. Giá chỉ có 450.000 một lít. Và bác nào mà mua 2 lít trở lên em sẽ tặng cho các bác một ít sáp để về các bác ngâm rượu. Đấy, để em kiểm tra xem. Và thường thì cho em thưởng trà thì sẽ có cả cái lọc trà luôn này các bác này. Các bác dùng cái lọc này thì là nó không có cắn vật của trà luôn. Đấy, em sẽ xem nào, kiểm tra nước cho các bác nhá. Xem nó. Thường thì em uống trà thì em uống trà vị nhạt hơn thôi. Đấy. Đấy. Đây là nước trà của loại trà 450 một cân nha các bác nhé. Chúng em cũng không thạo lắm, hơi lắm ngọt. Làm trà này là chồng em. Ui, trời ơi. Thấy hợp động một tí. Chết chết. Nó rơi vào đây rồi. Thấy hợp động quá. Đấy, trời. Em vừa lọc, nhưng mà thôi, nói chung là cái trà này nó cũng không có cắn đâu. Tại em hơi hợp động một chút. Đây là các bác chỉ xem màu nước và xem hương vị trà thôi các bác nhé. Chứ còn em cũng không biết uống trà, em cũng hơi lòng á. Đây là cái nước trà các bác nhé. Nước trà 450 một cân này. Đấy, màu nước đây. Sản phẩm này thì là
Mấy em sao là không sử dụng bất kỳ một chút phẩm màu hay là phụ gia gì trong quá trình sao luôn, cam kết với các bác luôn. Và bởi vì những cái sản phẩm trà này là các bác uống hàng ngoài, uống thường xuyên, vì vậy mình làm lúc nào mình phải đặt cái tâm lên hàng đầu. Đây là đây, trà, nước trà 450 một cân các bác nhá. Này các bác thưởng thức trà cùng em nhé. Bác thưởng thức trà của em nhé, trà rất là thơm. Sẽ có vị đắng một xíu này, chát một nhẹ nhẹ, và sau các bác uống xong nó sẽ có vị ngọt hậu ở cổ họng. Rất là ngon các bạn, rất là ngon đấy. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Đấy. Còn các bác nào mà muốn xem màu của tất cả các loại trà này thì các bác cứ alo cho em Hoài nhé. Theo số điện thoại là 0352 749 419 để chốt đơn hàng thành công các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào tất cả các bác. Em xin nhắc lại nhé, trà 450 này, trà 250, trà 250 và trà 150.000 một cân. Tùy túi tiền của tất cả các bác, các bác lựa chọn dòng trà phù hợp. Em cam kết với các bác đây là dòng trà sạch, an toàn về sức khỏe của tất cả các bác. Cam kết bằng cái tâm, tâm của mình, bằng uy tín của mình luôn ạ. Em xin cảm ơn các bác. Các bác mà có nhu cầu mua đám mài tự nhiên hoặc là giá bếp thì em Hoài vẫn còn sẵn nha các bác nhé. Cảm ơn các bác. Xin chào các bác.